quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay. Sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Năm 2015 cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại trong chuyên mục xúc tiến thương mại và phóng sự tháo gỡ khó khăn bất cập cho các dự án cơ khí trọng điểm trong chuyên mục chuyển động công thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch giờ trái đất 2015. Khởi động chiến dịch giờ trái đất là hoạt động rất thiết thực nhằm vận động và thực hiện cam kết tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất của Việt Nam. Chương trình diễn ra với những hoạt động thú vị bên cạnh những gian hàng thủ công, cánh đồng gió từ những chiếc trong chóng giấy, triển lãm ảnh biến đổi khí hậu, năng lượng, những thông điệp sử dụng tiết kiệm điện, ăn chay hay cùng nhau làm đồ tái chế. Lễ khởi động năm nay đã cùng nhau chung tay góp phần truyền tải thông điệp tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Sau sự kiện khởi động, các hoạt động bên lề nhằm hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng 3 trên phạm vi cả nước. Dự kiến nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại quảng trường Cách mạng tháng 8. Được biết, trong năm 2014, sau 60 phút tắt đèn giờ trái đất đã tiết kiệm được 431.000 kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong tháng đầu năm 2015 ước đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2014. Năm 2015 được đánh giá là năm thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may. Triển vọng tăng trưởng kim ngạch ngay tại thị trường truyền thống của ngành là rất lớn. Dự báo xuất khẩu dệt may năm 2015 của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục ở mức tăng trưởng tốt, tăng khoảng 13% so với năm 2014, đạt trên 11 tỷ đô la Mỹ. Thị trường EU được các chuyên gia trong ngành dệt may kỳ vọng khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU được ký kết, tăng trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang EU sẽ khởi sắc. Dự báo năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam sang EU sẽ duy trì đà tăng trưởng và đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Với thị trường Nhật Bản, Việt Nam có thế mạnh là một trong những nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP cùng với Nhật Bản. Dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang thị trường Nhật Bản tiếp tục đạt mức khả quan, có thể đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2014. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Hàn Quốc hiện đứng thứ tư trong nhóm nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Khi Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết, sẽ tạo thêm cú hích cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này. Hàn Quốc dành cho Việt Nam ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới và quan trọng đối với các nhóm hàng nông, thủy sản, chủ lực như là tôm cá, hoa quả, hàng công nghiệp như là dệt may, sản phẩm cơ khí. Lần đầu tiên, Hàn Quốc mở cửa thị trường cho những sản phẩm nhạy cảm cao, trong đó có mặt hàng tôm, cá và mực, bạch tuộc. Bộ Công Thương cũng cho biết, Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ 5 của tôm Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Xuất khẩu tôm sang thị trường này năm 2014 tăng hơn 41% so với năm 2013, đạt gần 318 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, dù hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia mới chỉ được bố trí nguồn lực ở mức khiêm tốn, nhưng cùng với sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương và nhất là sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động này đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2015, nhiệm vụ xúc tiến thương mại là hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế. Vì vậy, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do đa phương và các hiệp định thương mại tự do song phương sẽ mang lại lợi ích cho xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của Việt Nam. Theo thống kê, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2014 đã hỗ trợ gần 7.700 lượt doanh nghiệp tham gia với khoảng 11.000 gian hàng, ký kết được các hợp đồng, biên bản ghi nhớ giá trị, doanh thu bán hàng đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ và 500 tỷ đồng. Đây là kết quả khả quan nhất của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trong nhiều năm trở lại đây. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, những mặt hàng có tiềm năng thế mạnh của Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu. Để các hoạt động xúc tiến thương mại hoạt động được hiệu quả và thuận lợi, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã có những sửa đổi quan trọng, mà trong đó thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách nhà nước
để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã được ban hành và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015. Để có những cái sửa đổi rất quan trọng để tạo điều kiện cho hoạt động xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt hơn. Trong đó có một số điểm nổi bật. Trước hết là chúng ta điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại cho nó. Cái điểm thứ hai cũng rất đáng lưu ý. Trong thông tư mới thì chúng ta cũng có điều chỉnh những cái điều kiện để tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại nhằm khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Điểm thứ ba trong cái thông tư mới này thì chúng ta cũng xây dựng cái quy chế về quản lý sử dụng nguồn ngân sách do chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cấp. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, các hoạt động xúc tiến thương mại ở đây luôn sớm được thực hiện, hiệu quả và thiết thực. Sở Công Thương Hà Tĩnh đã liên tục chỉ đạo tổ chức các chuyến hàng đưa hàng Việt về nông thôn, phối hợp mở hội chợ triển lãm giảm giá, khuyến mại lớn ở nhiều huyện, thị xã, mở các kỳ hội chợ thương mại. Có thể khẳng định hoạt động xúc tiến thương mại tại nơi đây đã có những đóng góp lớn, bước đầu đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào một số nhà đầu tư, thị trường tiềm năng, nhằm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khảo sát nghiên cứu thị trường, hội chợ triển lãm, hội thảo, xây dựng và tôn vinh thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp và các làng nghề. Hàng năm thì chúng tôi vẫn có cái khảo sát cơ sở và để kết nối với thị trường cung cầu, tức là đưa hàng vào siêu thị. Thị trường hướng tới xuất khẩu thì chúng tôi đang tạo thành các cái nhóm sản phẩm chủ lực. Ví dụ như cái nhóm sản phẩm chủ lực là mộc mỹ nghệ Thế Yên, thì chúng tôi cứ hỗ trợ cho một cái cơ sở như thế là từ 3 đến 40 triệu để họ mua các cái máy là chạm khảm chẳng hạn, máy đục khảm loại công nghệ hiện đại để tạo ra cái nhóm sản phẩm chủ lực đủ điều kiện về số lượng và chất lượng để xuất khẩu. Năm 2014, tình hình hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái khá phát triển. Cùng với hoạt động mua bán hàng hóa thông thường, các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh. Trong năm, Yên Bái tổ chức nhiều hội chợ thương mại, đặc biệt là hội chợ công thương khu vực Tây Bắc, đã thu hút gần 400 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với hàng hóa đa dạng phong phú, thu hút được đông đảo người tiêu dùng. Đây là dịp để cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng kinh tế, giới thiệu sản phẩm của mình với các địa phương trong nước và quốc tế. Đồng thời, quảng bá giới thiệu được hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong việc phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, các sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong thời gian tới, thì Yên Bái tiếp tục chú trọng công tác xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tổ chức các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Thì nhiệm vụ của xúc tiến thương mại chính là giới thiệu các sản phẩm của chúng ta tiêu thụ ra nước ngoài hoặc là tiêu thụ ra trong nước. Thì đấy là một cái kênh thứ nhất. Kênh thứ hai, chúng tôi sẽ tuyên truyền qua các bản tin. Thứ ba là qua cái sàn giao dịch điện tử. Đấy. Hoặc thông qua các đoàn giao dịch thì chúng tôi có cái phần tiếp xúc như vậy. Mà gần đây có thể nói là những cái chúng tôi cũng tham gia một chương trình gọi là như là gia vị cuộc sống, tức là những người mà người ta có nhu cầu mua hàng hóa cũng đến tỉnh Yên Bái và chúng tôi cũng tổ chức những cái người sản xuất gặp gỡ họ và từ đó họ biết nhu cầu của nhau để đi đến cái ký kết hợp đồng. Có thể nói Hà Tĩnh và Yên Bái là hai địa phương trong số nhiều địa phương đã thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chỉ đạo. Tuy nhiên, công tác xúc tiến thương mại hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó điển hình là việc thiếu những thông tin về thị trường. Để hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế, thị trường và có khả năng cạnh tranh. Đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế hàng Việt, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển ngành cơ khí. Giá trị của cơ khí chế tạo xuất khẩu liên tục tăng, sức cạnh tranh của các sản phẩm cơ khí ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu, tiềm năng lợi thế cũng như kết quả của ngành cơ khí còn chưa đạt được như mong muốn, chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Tại hội thảo tháo gỡ khó khăn cho các dự án cơ khí trọng điểm vừa được tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết ngành cơ khí hiện có khoảng 3.100 doanh nghiệp với hơn 53.000 cơ sở sản xuất, trong đó có 450 doanh nghiệp quốc doanh, 1.250 cơ sở sản xuất tập trung và 156 xí nghiệp tư doanh. Đến nay, ngành cơ khí đã cơ bản hình thành được 3 ngành hàng trọng điểm, đó là đóng tàu biển, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, lắp ráp ô tô chở khách và xe tải nhẹ.
một số doanh nghiệp cơ khí trọng điểm còn vươn lên nhận làm tổng thầu EPC của một số công trình công nghiệp có giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ hoặc liên doanh với nhau để chế tạo cơ khí thiết bị thủy công cho các nhà máy thủy điện lớn. Năm 2014, giá trị xuất khẩu ngành cơ khí đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy ngành cơ khí đang trở thành một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Một số địa phương, ví dụ như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định thì sản phẩm họ rất có ấn tượng và cái doanh thu họ tương đối lớn. Ví dụ như là cái máy tuốt đập lúa của Nam Định thôi mà họ doanh thu họ tới 20-25 tỷ và họ xuất khẩu sang nước ngoài. Đấy là cái ấn tượng rất hay. Hay là cái máy phát điện của doanh thu họ cũng 17-18 tỷ. Và như vậy là gì? Muốn nói là thị trường họ rất rộng mà không những chỉ phục vụ cho cái máy phát điện không điện điện nông nghiệp, nó phục vụ cho cả lĩnh vực khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tham dự hội thảo, ngành cơ khí trong nước hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất phải kể đến là việc thực hiện quy định, việc chỉ định thầu và giao thầu sản phẩm cơ khí trọng điểm. Các thiết bị cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc dầu và các dự án quy mô lớn đều đang được áp dụng giao thầu theo hình thức chìa khóa trao tay, dẫn đến các doanh nghiệp trong nước hầu như không có cơ hội tham gia cung cấp các thiết bị chính do năng lực hạn chế và quy mô sản xuất nhỏ. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho các dự án cơ khí trọng điểm cũng còn nhiều bất cập, ví như công ty chế tạo giàn khoan dầu khí Shipyard. Mặc dù các dự án chế tạo giàn khoan dầu khí hay xây dựng căn cứ cho giàn khoan đều thuộc dự án cơ khí trọng điểm của nhà nước, nhưng đến nay, sau 7 năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được ưu đãi về mặt tài chính. Với một cái giàn khoan nó trị giá từ khoảng 200 triệu đến 800 triệu đô la Mỹ thì cái nhu cầu vốn là cực kỳ lớn. Và hiện nay các cái chính sách thì đã có, nhưng mà cái thực thi những cái chính sách đấy hiện nay là còn rất yếu và chưa đồng bộ. Cho đến thời điểm hiện tại thì một cái dự án như dự án giàn khoan đầu tiên chúng tôi thực hiện là khoảng hơn 200 triệu đô la thì không thể là vay được vốn, vì có thể là vào cái thời điểm vừa rồi cái khách quan của cái khủng hoảng kinh tế, nhưng mà cái chủ quan là việc thực thi các cái dự án đấy nó không đồng bộ. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp cơ khí trọng điểm, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, theo hướng lựa chọn các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Để triển khai chính sách hỗ trợ dự án cơ khí trọng điểm hiệu quả hơn, Bộ Công Thương đã và đang xây dựng chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm thành nghị định để giải quyết các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đề xuất cơ chế chính sách phát triển ngành cơ khí Việt Nam, hướng dẫn và điều phối các doanh nghiệp thành viên tăng cường sự hợp tác, liên kết, tạo sự chuyên môn hóa trong sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cơ khí Việt Nam. Hiệp hội chúng tôi đề xuất được tham góp vào những ý kiến phản biện giúp cho cái dự thảo của Bộ Công Thương có hiệu quả, thiết thực, đúng đắn để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí phát triển. Đấy là mục đích mà chúng tôi vạch ra. 50 tổng công ty, kể cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, họ đều ham muốn phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án cơ khí trọng điểm. Cơ khí là ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc chính phủ quan tâm phát triển, tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành cơ khí trọng điểm là hướng đi đúng đắn, đảm bảo mục tiêu phát triển ngành cơ khí Việt Nam nhanh, ổn định và bền vững, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.